Toàn huyện Phú Tân hiện có 255 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề phát triển nông thôn, gồm chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất đồ gỗ, mây tre, đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thiêu ren, đan lát, chân dần, tạo việc làm cho hơn 1.100 lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập bình quân từ 3,5 đến 5,5 triệu đồng một người một tháng. Đa số các ngành nghề hoạt động này sản xuất quanh năm, thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu trong và ngoài tỉnh. Riêng các mặt hàng sản xuất của lò rèn, bó chổi xuất sang một số thị trường ngoài nước. Theo đánh giá chung, lĩnh vực ngành nghề nông thôn đã có sự phát triển, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Các cơ sở ngành nghề nông thôn đã tạo ra sản phẩm hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ của nhân dân trên địa bàn.